Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây vú sữa Mica nha. Trên tay của Ly đây là cây giống đây. Vú sữa Mica thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây ghép chui nha. Gốc dưới đây là gốc vú sữa thực sinh, sẽ chui vào cái nhánh vú sữa Mica. Còn cái dây xanh xanh này là cái dây tự quỷ. Cũng có nhiều anh chị hỏi là có cần tháo cái dây này ra khi trồng không? Thì Ly chia sẻ rồi, rất là nhiều lần rồi. Thì chúng ta không có cần tháo ra nha bà con. Cái dây này là dây tự quỷ nha, chúng ta trồng xuống tầm khoảng là từ 3 đến 4 tháng thì nó sẽ tự bung ra, nó sẽ tự hủy luôn, chúng ta không có cần động gì hết nha. Còn chiều cao của cây thì quý bà con chúng ta ướn cái tay vào thì chúng ta đo lên là tầm khoảng là từ 40cm đến 60cm ha. Cây này thì nó cao hơn là 3 gang tay rồi nè. Cây được hoàn toàn nuôi lại hết, trên cây nó đang hoa luôn, nó đang nhú hoa gai rất là nhiều nè. Còn giá bán về giống vú sữa Mica thì bên trung tâm cây giống đang cung cấp với cái giá là 80.000 trên một cây. Đây là những cái tược đọt của cây nè. Bên Ly đang nuôi lại tược đọt của cây đây ha. Nó đang nhú những cái tược mới lên hết rồi nè. Cái cây mà nuôi nó búng cái tược lên như vậy thì quý bà con chúng ta trồng thì tỷ lệ mà chúng ta trồng thì nó sẽ ít hao nha. Thậm chí là nó không có hao về cây giống luôn nha. Còn nói về chất lượng của trái vú sữa Mica thì trọng lượng của trái thì nó từ 300g đến 800g ha. Dạng 800g thì nó ít lắm nhưng mà nó vẫn có thì Ly nêu lên. Còn dạng trung bình thì nó tầm khoảng là từ 300g đến 500g thôi. Bạn này có thể là trồng được trên vùng đất bị nhiễm phèn nè. Dùng nước mặn thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây vú sữa Mica. Dùng miền Nam ha, miền Bắc, miền Trung thì chúng ta cũng có thể là trồng được luôn nha. Trồng chậu vẫn được luôn ha. Cây này là cây dễ trồng và cây ngắn ngày nữa. Chúng ta trồng mà chăm sóc tốt á thì thời gian cho trái chỉ trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu ra trái. Thì ngày hôm nay thì bên Ly cũng có xuất hàng giống vú sữa Mica nữa nè. Cho chủ đầu tư ở Hậu Giang nha, anh chốt là 140 cây. Hôm nay thì bên Ly có chuyến đi Hậu Giang thì bên Ly sẽ ghép xe đi chung cho anh luôn. Đây, hàng lửa hết rồi nè. Còn cái gốc thì nó nằm ở trong cái bàn tay nha bà con. Giống như có gốc thì nó bằng cái ngón giữa, có gốc thì nó to bằng ngón út cũng có nữa nè. Đây là những cái hoa của cây nè. Đây là cái hoa của cây vú sữa Mica. Những cái hoa này thì quý bà con chúng ta lại bỏ nha, tại vì nó cũng không có đậu trái nổi đâu, tại vì cây giống nó còn nhỏ quá. Chúng ta để thì cây nó dễ bị suy ha, nó chậm lớn. Chúng ta về thấy hoa như vậy thì chúng ta lại bỏ hết, dưỡng cây lại. Thì bên Ly đi giao cây giống thì cũng có kèm theo là phân bón nè. Này là bịch Fumix da băng rôn. Đây là gói Fumix Gold nè. Một bịch Fumix Gold giống như vậy. Một bịch như vậy là 1kg nha, chúng ta pha cho được 400 đến 500 lít nước. Giai đoạn cây con thì chúng ta xài cho một gốc như vậy là 2 lít ha. Một bịch như vậy thì chúng ta xài tương đương cho là 200 cây đến 250 cây nha bà con. Hãy đọc phèn nè, ngộ đậu hữu cơ nè, ghê rễ cực mạnh, chống nghịch rễ, tốt đất sinh cây ha. Rồi bông dày trái to nữa nè. Bông dày trái to thì dành cho cái cây mà chúng ta đang nuôi trái á. Cái xô nuôi trái thì chúng ta trọng thêm cái bịch này thì nó sẽ tăng tỷ lệ tốt hơn. Đây thành phần humic nè, bên Ly cũng có cung cấp luôn. Còn nói về khoảng cách trồng vú sữa Mica thì quý bà con chúng ta trồng khoảng cách một cây là 6m nha, 6x6 ha. Còn khu vườn mà chúng ta mà muốn trồng nhiều cây thì chúng ta trồng khoảng cách là 5x5 là hợp lý nha bà con. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây giống vú sữa Mica. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Ly xin nhắc lại, giá bán của bên trung tâm cây giống là 80.000 trên một cây. Vú sữa Mica chúng ta có thể là trồng được trên nhiều vùng miền. Dùng đất bị nhiễm phèn chúng ta cũng có thể là trồng được. Dùng đất bị nước mặn á, thì chúng ta cũng có thể là trồng được luôn. Trồng chậu vẫn được luôn nha. Cây rất là dễ trồng ha bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.